Ok, đây là ATmega 16. Thì mình sẽ quay cái mình sẽ cắm con ATmega 16 vào test board. Xong rồi mình quay, chú ý là cái đầu này nè. Đó, là cái đầu trên của ATmega. Rồi và mình có một cái USB bắp ở đây. Cái này là dùng để nẹp code. Thì ở đây thì mình mua thì nó có bán sẵn cái dây này luôn. Thì đó. Đây là những cái chân tương tự với nó. Chú ý là cái đầu có cái khía này nó quay lên trên nha. Rồi bây giờ mình sẽ cắm từng chân vào đây, lấy dây cắm vào đây và nối vào Atomega. Đầu tiên là mình sẽ cắm VCC. VCC tương tự là mình cắm vào đây, dây màu đỏ. Rồi dây màu đỏ mình sẽ cắm vào VCC của Atomega 16. Thì muốn biết VCC của Atomega 16 ở đâu thì các bạn sẽ coi datasheet nhé. Thì như datasheet thì Atomega 16 VCC nó sẽ là kiểu số 10. Thì các bạn đếm ở đây 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Rồi 10. Tiếp theo là mình cắm đất. Đất thì mình sẽ lấy cái dây màu đen. Đây, đất là nằm bên đây. Đất nằm bên đây nha. Đó. Nó tương tự với cái chữ trên USB bắp thì đất nó nằm bên đó. Rồi mình sẽ cắm vào đất. Đất thì nằm kế VCC. Đất nó nằm ở chân số 11. Đây mình cắm ở chân số 11. Đó, rồi, tiếp theo là mình sẽ cắm chân MOSI. MOSI nó nằm trên đây. Rồi, chân MOSI thì nó là nằm ở chân thứ 6. Thì đếm 1 2 3 4 5 6. 1 2 3 4 5 6. Cắm ở đây. Rồi. Tiếp theo là reset. Reset đó, chân reset nè, chân reset là chân nằm ở giữa màu xanh lá nè, chân reset nó nằm ở chân số 9 đây, chân số 9 đây. Tiếp theo là chân SK, SK đây, SK là dây màu trắng nè, SK là dây màu trắng nè. Rồi dây màu trắng mình sẽ cắm vào chân số 8. Rồi còn cuối cùng là miso. Miso là chân cuối cùng. Miso là chân cuối cùng, dây màu vàng. Miso là chân cuối cùng, dây màu vàng. Đây. Mình sẽ cắm vào chân thứ 7. Rồi, như vậy nha. Đây. Đó, các bạn cắm theo như vậy là được. Rồi mình sẽ cắm thử con led vào và nạp code thử nha. Chân dương của con led mình sẽ cắm vào BB0 và chân âm của con led mình sẽ cắm vào BB1. Rồi. Đây là phần mềm Progis nha. Đó, mình sẽ mở lên. Phần mềm này là dùng để nạp code. Đó, mình sẽ vơ 1.72. Đầu tiên thì mình sẽ chọn Atomega 16. Xong rồi. Ở đây mình nó chưa có sáng cái icon lên nè. Rồi mình sẽ cắm cái đồ nạp code hồi nãy vào. Đó, thì mình cắm là thì cái này nó sẽ sáng lên, các bạn ấn vào nó một cái. Xong rồi các bạn tìm lấy cái này nè. Đây. Ấn vào đây, mình sẽ fill bit lại cho nó. Bởi vì á cái con Atomega 16 này á mình không có cắm tạch anh ngoài. Cho nên là mình sẽ xài tạch anh nội cho nó. Thì tạch anh nội thì nó có những cái mod ở đây nè. Đây là datasheet của nó nha. Nó có bốn cái mod tương đương với bốn cái tạch. Tương đương với bốn cái tạch anh ngoại, ở tạch anh nội. Thì ở đây mình sẽ xài cái mod thứ tư, tức là mình xài 8 MHz. Thì mình sẽ set mod y hệt như vậy. Bit 3 là 0, bit 2 là 1 và bit 1 với bit 0 là 0. Đó, tức là set bit 2 lên 1 á, hai bên này là 0. Rồi, như vậy là xong, mình đã set được cho Atomega 16 8 MHz thật anh nội. Cái việc tiếp theo á là cái bit này, các bạn để ý cái bit này, GTA gain là cái bit gì? Như ở cái bài 1 mình nói á thì những cái bọt C của con Atomega 16 á hầu như là không có xài được. Thì chính là do cái bit này nè. Khi mà cái này để không, tức là những cái bọt C không xài được, tức là đang vào chế độ debug. Nhưng mà khi các bạn set lên 1 á thì lúc này là bọt C đã nhập xuất được bình thường rồi nha. Đó, khi này các bạn có thể sử dụng bọt C như là một chân nhập xuất bình thường như những cái bọt ABC, ABD. Rồi, xong rồi các bạn ấn right một cái. Đó, nó hiện chữ thank you please đó. Này là đã xong rồi. Rồi các bạn tắt đi. Lúc này các bạn sẽ nạp code vào đây, load flash.
Đó, các bạn sẽ tìm đến cái file hex giống như là nạp code cho Rotus vậy á. Các bạn sẽ tìm đến file hex nha. File hex mình để trong đây. Đó, file hex, rồi các bạn ấn open. Rồi các bạn auto một cái. Đó, nó hiện lên nè, erase right. Đó, như này là các bạn đã nạp code xong. Và các bạn kiểm tra xem là cái con chip của bạn cắm đèn coi nó có chạy thử chưa. Nếu mà đã chạy rồi thì là thành công. Ok. Đó là cách nạp code cho ATmega 16 bằng cái phần mềm Rogues. Rồi, mình sẽ giới thiệu cho các bạn tiếp cái phần mềm thứ hai. Là cái phần mềm này. Cái phần mềm này thì là của câu lạc bộ của mình. Mình tắt cái này nha. Cái này đa số Rogues để dùng để phiêu biết thôi. Nhưng mà load flash với lại nói chung là khó, nhiều nút quá, mệt lắm. Mình sẽ xài cái phần mềm này. Đây. Phần mềm CEASP. Đó, các bạn chỉ cần mở lên. Đầu tiên các bạn chưa chưa cắm cái gì hết thì cái này nó sẽ không có hiện gì cả. Khi các bạn cắm vào rồi, nếu bạn ấn cái này một cái, đó nó sẽ hiện lên cho bạn là chip của bạn tên gì luôn. Đó, ở đây nó có ba loại là 8, 16 và 32. Hoặc các bạn cũng có kiểm tra chip nè. Cái này đa số là việc khóa nên là các bạn xài thoải mái. Đây là xóa chip. Đó, hồi nãy mình nạp rồi, bây giờ mình xóa đi nè. Đó, thì đèn nó sẽ tắt đi. Rồi, bây giờ mình nạp lại nha. Đây, mở file hex nè. Đó, hồi nãy là mình có lưu cái đường dẫn rồi nên nó sẽ vào thẳng đây luôn. Mình open. Rồi đây là ghi chip, là nạp chip nè. Nạp vào cho chip. Đó, chip. Đèn nó sáng là bình thường. Rồi, đó, đó là hai cách nạp. Nhưng mà mình lưu ý các bạn là cái phần mềm này nè. Cái phần mềm này nè, khi cài á, nó bắt bạn phải có driver. Thì khi mà các bạn cài á, nó không kiếm được driver trên mạng á, thì các bạn sẽ browse nó ở cái driver có sẵn trên máy tính. Thì khi mà các bạn browse nó, các bạn cứ browse vô cái đường dẫn mà chứa cái thư mục driver mà mình để download ở dưới á, là nó tự kiếm được driver thôi. Rồi, vậy thôi nha. Các bạn nạp code thì các bạn nên sử dụng cái phần mềm này, nó sẽ đơn giản hơn. Còn Philbit thì các bạn vào đây. Rồi, cảm ơn các bạn. Progis thì nó có nhiều, rất là nhiều loại chip đó. Nó rất là nhiều loại nên là các bạn cũng có thể sử dụng này để cho những con khác cũng được. Còn cái này thì chỉ sử dụng cho ba con thôi. Đó. Rồi, cảm ơn các bạn đã coi video. Và đó là hôm nay là cái bài chỉ cho các bạn nạp code.